Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Con đường hướng tới tự do, dân chủ và thịnh vượng của Việt Nam trong thế kỷ 21. Vai trò của Tô Lâm trong một bước ngoặt toàn cầu. Ngày 5 tháng 11, luật sư Vũ Đức Khanh có bài viết Bình về tương lai chính trị Việt Nam khi thế giới chứng kiến một cuộc cạnh tranh gay gắt về tư tưởng giữa dân chủ và độc tài. Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam sẽ chấp nhận các nguyên tắc dân chủ và vạch ra con đường hướng tới hiện đại quá và bao dung hay sẽ bám víu vào quá khứ độc tài, cứng ngắc. Khi các rủi ro ngày càng lớn, quyết định của Tô Lâm có thể hoặc ổn định tương lai của Việt Nam hoặc đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn sâu sắc hơn. Gánh nặng quyền lực, tiến thoái lưỡng nan của Tô Lâm trong Việt Nam hiện đại khi các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ gia tăng và căng thẳng khu vực leo thang, nhiệm kỳ của Tô Lâm không hề an toàn. Việt ông gần đây nhường chức chủ tịch nước cho Lương Cường, một nhân vật liên kết với Trung Quốc, báo hiệu rằng cấu trúc từng đồng nhất của đảng đang bị rạn nứt. Với các phe phái đối lập tranh giành quyền lực và một công chúng ngày càng lớn tiếng về nhu cầu thay đổi, Tô Lâm phải đối mặt với lựa chọn khó khăn, duy trì hệ thống lỗi thời hoặc chấp nhận con đường cải cách để phù hợp với nguyện vọng của người dân Việt Nam. Cuộc chơi quyền lực Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ với lý tưởng dân chủ, đại diện cho mô hình tăng trưởng kinh tế và tự do cá nhân, phù hợp với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng của Việt Nam và thế hệ trẻ khao khát cơ hội ở nước ngoài và thịnh vượng tại quê nhà. Tuy nhiên, việc chấp nhận phương Tây không phải không có rủi ro, vì nó đòi hỏi phải đánh giá lại các cấu trúc chính trị vốn đã ăn sâu. Cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc đang định hình lại các liên minh trên khắp châu Á. Đối với Việt Nam, câu hỏi này mang tính sống còn. Liệu quốc gia có thể bảo vệ chủ quyền và độc lập trong khi vẫn tham gia vào nền kinh tế và chính trị toàn cầu hay không? Tại đây, Tô Lâm có thể đóng vai trò quan trọng bằng cách chọn đứng về mô hình dân chủ và điều đó có thể tái định hình tương lai của Việt Nam. Con đường tiến lên hứa hẹn của tự do dân chủ và thịnh vượng sự chuyển đổi của Việt Nam sang một xã hội tự do, dân chủ và thịnh vượng mang lại một tầm nhìn thay thế cho mô hình độc tài đã thống trị trong nhiều thập kỷ. Chuyển hướng sang dân chủ không chỉ cải thiện hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới và cuối cùng nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân. Đối với Tô Lâm, việc ủng hộ sự chuyển đổi này có thể là một cứu cánh thay vì nắm giữ quyền lực bằng cách gây sợ hãi, ông có thể đảm bảo di sản của mình bằng cách đứng về phía nguyện vọng của người dân và dẫn dắt đất nước vào một thời đại cởi mở và cải cách. Sự chuyển đổi này có thể giúp ông không trở thành một nhà độc tài, mà là một nhà lãnh đạo thực dụng. Tô Lâm như một chất xúc tác cho sự thay đổi, vai trò của một nhà lãnh đạo thực dụng. Nếu Tô Lâm thực hiện một cách tiếp cận, mang tính cách mạng, ông có thể trở thành nhiều hơn một nhà lãnh đạo chính trị ông có thể được nhớ đến như là người mở đường cho sự hiện đại hóa của việt nam bằng cách hướng việt nam tới một xã hội cởi mở hơn tô lâm không chỉ đáp ứng những yêu cầu của một thế giới hiện đại hóa mà còn lắng nghe tiếng nói của người dân việt nam những người ngày càng kêu gọi tự do chính trị cơ hội kinh tế và tự chủ cá nhân qua đó ông cũng nâng cao vị thế của việt nam tại đông nam á tạo nên một mô hình chuyển đổi dân chủ thành công trong một khu vực thường bị chi phối bởi các chế độ độc tài. Kết luận sự tiến hóa tất yếu của Việt Nam Trong một thế giới mà mọi người ngày càng nhận thức rõ và yêu cầu quyền lợi của mình, Việt Nam không thể là một ngoại lệ. Đối với Tô Lâm, đây là thời khắc của sự phán xét. Nếu ông chọn ủng hộ cải cách và đứng về phía các nguyên tắc dân chủ, ông có thể nổi lên như một người tiên phong, người dẫn dắt Việt Nam vào một kỷ nguyên phát triển và tôn trọng trên trường quốc tế. Nếu Tô Lâm nắm bắt được khoảnh khắc này, ông có thể dẫn dắt Việt Nam tới một tương lai sáng hơn, tự do hơn và thịnh vượng hơn. Hồng Vệ Binh làm trò phản cảm trước cờ vàng trong bảo tàng quân đội Ngày 4 tháng 11, Facebooker nổi tiếng Dương Quốc Chính có bài bình luận Hồng Vệ Binh trên trang cá nhân của mình, tấy tạch trên Facebook. Dương Quốc Chính. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Hôm qua đến giờ, mình thấy một loạt page lên bài đăng mấy cái ảnh các cháu trẻ trâu làm mấy hành vi phản cảm trước lá cờ ba sọc ở bảo tàng lịch sử quân đội mới xây. Mình để ý, lâu nay, đám bò đỏ cuồng dại nhất thường chính là đám trẻ trâu ở lứa tuổi học sinh. Việc các page đồng mềm, hộ lốn, đồng loạt lên bài chắc chắn là có chỉ đạo từ người mà ai cũng biết là ai đó. Không thể là ngẫu nhiên, việc lợi dụng đám trẻ con này không hề mới mà từ thời cách mạng văn hóa bên Tàu mà mình đã làm video chi tiết về đám đó. Trẻ con như tờ giấy trắng, não còn sạch tinh nên dễ bị người lớn vẽ bậy lên. Mà dễ vẽ bậy lên nhất chính là bố mẹ và thầy cô giáo nhân danh sự giáo dục con em mình. Đấy là sự éo le khốn nạn nhất của xã hội này khi mà những người có trách nhiệm dạy học, dạy làm người lại biến đám trẻ thành bò đỏ. Các cháu học sinh, sinh viên có hóng ở đây nên nhớ rằng, lá cờ đó đã được phải đưa vào bảo tàng lịch sử vì nó chính là một phần của lịch sử. Dù chính thể mà nó là biểu tượng có mặt nọ mặt kia, tùy góc nhìn thì nó vẫn được hai chế độ từng quản lý, ít nhất một nửa diện tích nước Việt Nam và từng tuyên bố chủ quyền cả nước quấy phá một cuộc xuống đường của người dân Hà Nội. Rất nhiều người của thế hệ ông bà, cụ kỵ, các cháu từng đứng dưới lớp cờ đó. Như quốc gia Việt Nam từng quản lý Hà Nội khoảng 5 năm, lá cờ này từng bay khắp các cơ quan công sở của Hà Nội và Sài Gòn. Nên các cháu cũng cần giữ thái độ lịch sự, trung lập, khách quan, hiểu biết khi bày tỏ quan điểm. Vì chế độ nào cũng có mặt nọ mặt kia, cũng như người nào cũng có mặt tốt, mặt chưa tốt. Giả sử ông bà các cháu có căn cứ công dân, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, bất động sản, giấy khai sinh, đóng dấu bởi các chính quyền trong quá khứ, thì các cháu đem đốt sạch, xé sạch hay sao? Việc chổng đích vào quá khứ thế này là hành vi gây chia rẽ cộng đồng mạnh mẽ nhất giữa đồng bào hai miền, hải ngoại và trong nước. Vì sử nhục lá cờ của họ chính là sỉ nhục hàng triệu đồng bào từng sống dưới lá cờ đó. Các cơ quan tuyên giáo phải xác định rằng ba cái trò trẻ con này nó gây phản cảm, đáng xấu hổ chứ không có gì đáng tự hào, chứng tỏ lòng yêu nước hết. Trò này biến chế độ ta thành trò hề khi một mặt xin tiền kiều hối, vuốt ve khúc ruột ngàn dặm, mặt khác lại xỉ nhục họ, từ tay bóp giái. Đến giờ này mình không thấy có bất cứ một tổ chức nào có ý đồ phục dựng thay ma chế độ cũ, Càng không có bất cứ tổ chức nào có uy tín mà dùng lá cờ này. Nên việc cố tình nhòi sọ trẻ con, lợi dụng đám trẻ, chỉ có hại cho lớp trẻ lớn lên với lòng thù hận. mồm chửi ra rã chế độ cũ, nhưng chả hiểu họ thế nào như chó cắn ma vậy. Tìm hiểu lịch sử để ôm cố tri tân, thấy cái hay để học, cái dở để tránh. Việc học tập chế độ cũ, những cái hay của họ cũng không có gì là lạ. Như mình thì thà để con học dốt văn sử địa, chứ không thể để nó thành bò được. Đừng tưởng dùng chiêu trò này là vô hại. Sẽ có ngày, đám hồng vệ binh này quay lại cắn ngược lại phe cải cách trong đảng như từng cắn đặng tiểu bình. Nếu tân tổng bí thư mà xác định cải cách thì phải liệu mà xử lý đám này đi. Không nó hút luôn cả tổng bí thư đó. Cứ xem hồng vệ binh Trung Quốc đã làm những gì thì sẽ suy ra đám bò đỏ này dám làm gì thôi. Đám trẻ con lẻ tẻ nó làm vậy thì cũng khó tránh, nhưng bọn đáng chửi nhất là bọn cố tình vẽ ra cái trò ngu dốt này. Ngu là quyền, nhưng phát tán cái ngu là tội ác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Hồng vệ binh làm trò phản cảm trước cờ vàng trong bảo tàng quân đội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thờ báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới